Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, những chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào tất cả bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô mò nhé bạn.
Như vậy video của mình đến là kết thúc nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái tô màu nhé.
Vậy là mình đã tô màu xong nha các bạn nha.